thưa quý vị và các bạn tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đầu 13 của đảng tổ chức mới đây tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh đợt này quyết định phải chống tham nhũng tiêu cực tiêu cực là tập trung vào chống sự suy thoái về phẩm chất chính trị tư tưởng đạo đức lối sống đó là cái quan trọng là gốc lãng phí chỉ là khía cạnh tiêu cực nhiều lắm đạo đức không trong sáng lành mạnh sinh ra tham ô, đi ăn cắp vặt rồi dần dần ăn cắp lớn rồi cấu kết với nhau để làm hại ngân khố của nhà nước hủy hoại đạo đức xã hội làm mất niềm tin của dân cái đó rất lớn. Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, để phát hiện được những tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay thì cần phải dựa vào nhiều kênh nhiều nguồn. Công việc hiện nay đã phân cấp, phân quyền cụ thể rõ ràng, mỗi công đoạn đều có cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm. Thông qua sự phân cấp phân quyền này để đánh giá cán bộ đảng viên về mặt tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp, cấp ủy các cấp cùng với đó là phát huy cao độ dân chủ không chỉ dân chủ trong đảng mà còn dân chủ trong xã hội làm sao tập hợp huy động tai mắt của mọi thành phần lực lượng mọi tầng lớp nhân dân giám sát kiểm soát quyền lực bởi người dân tin tưởng lắm cái gì cũng biết cũng nghe cũng thấy có nhiều điều dân biết mà cán bộ lãnh đạo không biết nhiều việc dân giải quyết được mà tổ chức và người tài nghĩ mãi không ra nhân dân ở đây không chỉ là đại cử tri mà khi cần thì phải xuống đến tận cơ sở để nghe tiếng của người dân ở đây như thế nào vì bây giờ ở chỗ này chỗ khác cán bộ nào thâu tóm đất đai hay có những chuyện tiêu cực khác dân biết hết. Người dân cũng có nhiều thành phần, vì vậy cán bộ đảng viên cũng cần biết sàng lọc so sánh, chất lọc những ý kiến nào là đúng để tiếp thu. Thu nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trẻ em đã và đang phải chịu rất nhiều tác động tiêu cực về sức khỏe, tâm sinh lý, điều kiện sinh hoạt, học tập, thậm chí mất người thân do dịch bệnh Covid-19. Nhằm bảo đảm các quyền của trẻ em trong điều kiện dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn xã hội đã kịp thời triển khai nhiều chính sách, chương trình ý nghĩa dành cho nhóm đối tượng đặc biệt này trẻ em sinh ra có quyền được sống, được chăm sóc sức khỏe, được học tập vui chơi. Nếu không ứng phó kịp thời đại dịch Covid-19 kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí tước đi các quyền đó của các em. Đảng, nhà nước, chính phủ Việt Nam luôn xác định quyền con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Đặc biệt với trẻ em luôn được đặt lên là đối tượng ưu tiên hàng đầu. Nên dù cả nước hiện vẫn đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp ngành từ trung ương đến địa phương, sự góp sức của cả cộng đồng, các em đã và đang sẽ tiếp tục nhận được nhiều yêu thương, quan tâm thiết thực. Khó có thể bù đắp được hoàn toàn tổn thất khó khăn mà nhiều em đang phải gánh chịu vì dịch bệnh, nhưng chắc chắn trong vòng tay đùm bọc của cả nước và toàn xã hội, các em sẽ vượt qua mọi thử thách. Hiện có hơn 1.500 trẻ mồ côi vì dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Con số này chắc chưa dừng lại và chưa đầy đủ bởi dịch bệnh vẫn còn đang hoành hành. Nếu tính cả các tỉnh thành thì con số có thể đến hàng ngàn cháu rơi vào tình cảnh này. Chỉ mới đây thôi, gia đình còn đầy áp tiếng cười, vậy mà thoát chốc ly biệt có cháu bất cả cha lớn mẹ, cả ông bà, tâm trạng bàng hoàng, đau xót không thể chịu đựng được. Tất cả chúng ta đang vào cuộc. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng chính sách trợ giúp và chăm lo các cháu. Tập đoàn FPT lập trường nuôi dưỡng và đào tạo 1.000 em. Nhiều tổ chức xã hội và trung tâm bảo trợ mong muốn nhận các cháu, nhiều cá nhân đóng góp cho các cháu trên danh nghĩa đồng bào. Mất cha mẹ là mất chỗ dựa lớn nhất của đời người, các cháu có thể bị rơi vào hoảng loạn, sau nước mắt là trầm cảm, hoang mang và lo sợ. Vì thế hơn lúc nào hết các cháu cần một chỗ dựa tinh thần, để không bị tuyệt vọng dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiêu cực. Những bàn tay nhân ái giúp các cháu có niềm tin vào xã hội và chính bản thân mình để rồi mạnh mẽ hơn đứng lên từ đau thương. Chính vì thế cái ăn cái mặc, chỗ ngủ là cần nhưng quan trọng hơn thế là phải lo cho các cháu việc học hành, hình thành nhân cách, rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, trang bị kỹ năng sống và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Đó là công việc thường trực kiên trì bền bỉ chứ không phải chỉ rộ lên như phong trào hay ánh chớp chợt lóe rồi tắt chủ trì hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, doanh nghiệp là một chủ thể trung tâm đầu mối giải quyết là các địa phương. Chính phủ các bộ ngành trung ương sẽ sát cánh cùng các địa phương doanh nghiệp để hỗ trợ giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, phục hồi sản xuất kinh doanh tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp ổn định đời sống nhân dân là yêu cầu cấp bách hiện nay. Tuy nhiên, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh vừa phải đảm bảo an toàn về sức khỏe tính mạng cho công nhân lao động là vấn đề khó, bởi sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường còn gặp khó khăn, sản xuất kinh doanh trong điều kiện phòng chống dịch và an toàn cho công nhân còn nhiều khó khăn hơn nhiều lần. Chính phủ địa phương và doanh nghiệp đều có mong muốn nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, điều quan trọng là phải phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, trách nhiệm cao và tổ chức thực hiện hiệu quả. Vì vậy, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị lãnh đạo các địa phương trên cả nước cần căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, chủ động linh hoạt triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn. Về phần mình, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng phương án phục hồi sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động trong phòng chống dịch từ khâu sản xuất đến lưu thông. Về bản chất, doanh nghiệp FDI luôn đặt lợi ích lợi nhuận lên hàng đầu, vì vậy họ không thể chờ đợi được. Theo tiến sĩ Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, chúng ta vừa phải chống dịch quyết liệt, vừa phải cho họ có niềm tin để mở rộng, giữ dòng vốn. Theo tiến sĩ Võ Trí Thành, có ba vấn đề cơ bản nhất mà việt nam đang cố gắng làm và phải làm được để giữ chân các nhà đầu tư ngoại dòng vốn ngoại cho dù dòng vốn đó là nhỏ bé hoặc to lớn thứ nhất là chính phủ việt nam nên cho doanh nghiệp doanh nhân nước ngoài nhìn thấy rõ các kế hoạch chống dịch biện pháp từng giai đoạn như thế nào cùng quản trị rủi ro của việc này biện pháp thứ hai là bên cạnh cam kết hội nhập mạnh mẽ việt nam cần tăng tốc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tái cấu trúc nền kinh tế đây là điều rất quan trọng không thể vì dịch để trì hoãn cải cách kinh tế và cuối cùng là đại dịch có quy mô tính chất toàn cầu trong một thế giới ngày càng bất định. Chính phủ, ban ngành và địa phương luôn luôn phải chia sẻ lắng nghe doanh nghiệp, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh hàng ngày, hàng giờ bởi tình hình thay đổi rất nhanh. Đây là yếu tố có thể giúp Việt Nam giữ được việc làm, giải quyết khó khăn sau dịch. Bộ Y tế đề nghị phương án ngân sách chi trả cho bệnh viện tư bằng giá của bệnh viện công trong quá trình điều trị bệnh nhân COVID-19, phần chênh lệch giữa mức phí nhà nước đã chi trả và phí của bệnh viện thì người bệnh sẽ chi trả. Dù vậy vẫn còn nhiều nội dung cần phải làm rõ hơn để có chính sách cụ thể đối với hệ thống y tế tư nhân đang phải gồng mình chống dịch và duy trì hoạt động. Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hành nghề Y tư nhân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần phải làm rõ thêm về việc sử dụng ngân sách nhà nước chi trả cho y tế tư nhân như thế nào, sử dụng nguồn nào để chi trả, quỹ hiểm y tế, quỹ phòng chống Covid-19 hay nguồn nào khác. Điều này để phù hợp với chính sách chi trả dịch vụ của hệ thống bệnh viện tư với các trường hợp bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Hiện có 11 bệnh viện tư tham gia làm bệnh viện dã dạ chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn có hàng chục các bệnh viện thuộc hệ thống tư nhân khác cũng phải tiếp nhận bệnh nhân khi số ca mắc tăng nhanh trong cộng đồng. Hàng chục các bệnh viện khác trong thời điểm dịch vẫn mở cửa và do tỷ lệ COVID-19 tăng cao nên họ phải tiếp nhận bệnh nhân. Họ làm các thủ tục xét nghiệm PCR rồi gửi đi các bệnh viện dã dạ chiến. Nhưng rồi, bệnh viện dã dạ chiến cũng quá tải thành ra người bệnh phải ở lại và họ phải điều trị luôn. Vậy chính sách với các bệnh viện này như thế nào, điều này cũng cần phải làm rõ. Xu hướng thí sinh đăng ký đổ dồn vào một số ngành nghề nhất định hay một số ngành nghề được gọi là ngành hot dẫn đến điểm chuẩn các ngành này tăng cao không phải là mới. Song trên thực tế, trong số những nhóm ngành nghề có điểm chuẩn tăng vào đấy, một số nhóm ngành đang vừa thừa vừa thiếu nhân lực, sinh viên phải cạnh tranh gắt cao khi ra trường, thậm chí đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Nhìn nhận về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dung, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phân tích, Kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ ra cả nước hiện thiếu hơn 94.700 giáo viên các cấp nhưng cũng thừa hơn 10.300 giáo viên. Điều này cho thấy tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên mầm non phổ thông ở một số địa phương vẫn chưa được giải quyết. Một trong số nguyên nhân của tình trạng này là việc tuyển dụng không sát với nhu cầu và quy mô phát triển trường lớp học sinh. Trước thực trạng thiếu thừa giáo viên hiện nay, giáo sư tiến sĩ Rong cũng đặt hoài nghi về tính minh bạch của số liệu thống kê tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ra trường của một số cơ sở giáo dục đại học bởi nhiều năm trở lại đây tình trạng sinh viên sư phạm ra trường không tìm được việc làm là một thực tế đã được báo chí nhắc tới nhiều rất khó để đánh giá số liệu báo cáo của các trường có bảo đảm hay không nếu không được kiểm chứng tuy nhiên cơ quan quản lý nhà nước sẽ có hệ thống hành lang pháp lý để kiểm tra giám sát và hơn hết là xã hội nếu cơ sở đào tạo nói một đằng là một nẻo thì sẽ giảm uy tín của chính cơ sở đào tạo ấy và phải chịu trách nhiệm giải trình với xã hội thành ngữ mất bò bới lo làm chuồng dùng để chỉ những việc không được lo liệu đề phòng trước đi hỏng việc xuống mới lo ứng cứu, đề phòng. Thật đáng tiếc, thời đại ngày nay những sự việc không được phòng xa, tính toán kiểu, trái nhà mới đi tìm nước lại khá phổ biến. Sự minh bạch quyết liệt cùng những bước đi vượt trước của các nhà lãnh đạo quản lý không chỉ là những chính sách chặn cái xấu, cái tiêu cực. Đi trước còn là những chính sách dũng cảm cởi chó cho các doanh nghiệp, làm ăn chân chính, tạo điều kiện cho nghệ sĩ phát huy tài năng, bảo vệ người có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất là khi những bước tiên phong ấy mang lại lợi ích cho cộng đồng. Nếu như trước kia đã có vua lốp, có khoản 10, khoản 100 thì mới đây, vụ xé rào của ông Võ Khắc Thái, bí thư quận ủy, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh dũng cảm tạo cơ chế chống dịch sáng tạo. Khác biệt về hiệu quả để giúp quận 7 nhanh chóng trở thành một trong những vùng xanh đầu tiên trong lòng thành phố đang đỏ vì dịch. Không thể để thói quen chạy đuổi theo các vụ việc để xử lý trong văn hóa quản lý con người xã hội mà ngược lại, phải có tư duy vượt trước, có tầm nhìn xa trông rộng. Một đất nước một sợi muốn phát triển tốt đẹp thì bên cạnh sự giáo dục, xây dựng ý thức tự giác, tuân thủ, phải có kỳ cương phép nước, phải có pháp luật nghiêm minh để bảo vệ cái tốt, cái đúng, dân đe, trừng trị những cái xấu, cái sai, có hại. Có hệ thống luật pháp đủ mạnh, các quy định bộ quy tắc đạo đức đủ sức gian đe là tiền đề cần thiết để người dân tự giác tự kiềm chế, tự kiểm soát hành vi hiệu quả nhất. Ý của tiền nhân dạy đừng để mất bò mới lo làm chuồng là như thế. Một điểm báo của Đài Phát Thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.